Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, tử vi học có nói, không ai có thể hiên ngang chạm đến thành công mà không phải một lần trải qua thất bại. Điều quan trọng là bạn có biết đứng lên sau vấp ngã và thất bại đó hay không? Sự cố gắng chưa bao giờ là vô nghĩa, bởi chỉ cần gieo hạt và cố gắng chăm sóc mỗi ngày thì chắc chắn sẽ đạt được những quả ngọt xứng đáng. Trời sinh mỗi người một số mệnh, có người sinh ra sung sướng đủ đầy nhưng không biết trân trọng, rồi tất cả đều trôi đi mất. Ngược lại, cũng có những người sinh ra cuộc sống muôn vàn khó khăn, nhưng bù lại được trời ban cho bản tính kiên trì, nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, thì đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời sẽ thoát khỏi được kiếp nghèo đói. Từ đó, cuộc sống ấm no, hạnh phúc và sung túc hơn người. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc họa, vui sướng, khổ đau được gieo đến và mỗi người đều có cách để đón nhận. Xem tử vi năm 2021 cho thấy, tuổi Dậu chỉ cần vượt qua được những thử thách của Thái Tuế thì sẽ có được cơ hội đổi đời, giàu sang, cuộc sống sung sướng, an nhàn, tiền nhiều như núi, tiêu ba đời không hết, từ sự nghiệp thuận lợi, tài lộc dồi dào cho đến tình duyên cũng được hoan hỉ. Để có thể nắm rõ được vận trình của tuổi Dậu trong năm 2021 sẽ như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Dậu trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Bước sang năm 2021, tức năm Tân Dậu, tuổi Dậu với tuổi Sửu có quan hệ tam hợp. Trước mắt sẽ có nhiều triển vọng tích cực. Sao Lộc Quân thúc đẩy sự nghiệp phát triển, sao Giải Thần giúp giải trừ vận xui trong chuyện tình cảm. Chỉ có sao Trầm Phù có thể sẽ tạo ra một số xui xẻo về mặt tài vận. Chỉ cần chú ý cẩn thận là được. Tuổi Dậu năm 2021 có địa chi Sửu Thổ, tức Thiên Ấn Tinh, cùng tuổi Dậu Kim cấu thành Sửu Dậu bán hợp kim cục. Trong năm nay, bản mệnh tương đối chủ động, tích cực mở rộng sự nghiệp. Trong sự nghiệp sẽ nhận được nhiều cơ hội, vận tài lộc có tin vui. Thái Tuế có ngũ hành kim tạo ra sao phù chăm sát, có lợi cho việc dự trữ, tích trữ tiền bạc và nhà đất. Mặc dù nói vận thế cả năm khá tốt, nhưng cũng không phải là chắc chắn 100%, còn tùy thuộc vào khả năng của bản mệnh. Nếu không cẩn trọng, sẽ khiến cho công sức cả năm trở thành công dã tràng. Hơn nữa, tính cách của tuổi Dậu không quá tốt, có phần bướng bỉnh và mạnh mẽ, vì thế mà khó bình tĩnh để làm việc. Con giáp này cần chú ý giữ gìn tốt quan hệ xã giao, tỏ ra khiêm nhường, lễ nghĩa, không nên gây thù, chuốc án, giảm thiểu vận xui trong năm mới. Nhân duyên cũng có dấu hiệu tốt hơn, tuổi Dậu có thể kết giao nhiều, bằng hữu tốt để đáng tin cậy. Trong các dự định có thể được quý nhân chiếu cố, thi cử hay đi xin việc đều thuận lợi. Tuy nhiên, trong năm Tân Sửu 2021, tuổi Dậu dễ gặp họa huyết quang. Sao Hoa Cái, Niên Quan Phù, Mai Nhân Sát, Niên Phi Liêm là các hung tinh đáng chú ý. Bản mệnh tinh thần buồn khổ hay suy nghĩ tiêu cực có thể bị tiểu nhân quấy nhiễu. Việc cưới xin, sinh con có điểm không thuận, tỷ lệ mang bầu không cao. Hơn nữa, cũng cần đề phòng vì xảy tay mà làm người khác bị thương, tự mình mang đến xui xẻo ngầm. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Dậu sẽ phải trải qua trong năm 2021, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kinh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ chi tiết về vận trình tử vi của người tuổi Dậu. Đầu tiên, về mặt sự nghiệp. Bước sang năm 2021, vận trình công danh, sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ có những bước chuyển biến tích cực.
Tử vi năm 2021, tuổi Dậu cùng thái tuế Sửu Thổ cấu thành Sửu Dậu bán hợp kim cục, tạo thành cục diện ấn sinh cho mạng. Tuổi Dậu năm nay có cơ hội mở mang sự nghiệp, lại có quý nhân chiếu cố nên có thể ổn định công việc, thi cử thuận lợi, nhận được bằng cấp tốt. Người đi xin việc hoặc làm lâu năm có điểm được thăng chức. Nhờ có các tinh lộc huân hỗ trợ, tuổi Dậu năm 2021 sẽ đạt được không ít tiến triển trong sự nghiệp. Tài năng của bản mệnh sẽ có cơ hội phát triển, được cấp trên coi trọng. Tiền bối có kinh nghiệm ở nơi làm việc, quan tâm sâu sát, đồng nghiệp cùng nhau hợp tác hài hòa, ít cạnh tranh hơn, dù có mâu thuẫn nhưng không lớn. Chính vì vậy, những chú gà nên làm việc chăm chỉ và cố gắng học hỏi kinh nghiệm, đừng phụ sự kỳ vọng của cấp trên, đồng nghiệp và cố gắng của bản thân. Đồng thời, năm nay cơ hội đi xa công tác cũng rất lớn, tuổi Dậu cần nắm bắt cơ hội để nâng cao phát triển bản thân. Như vậy mới có thể đảm bảo cho tương lai còn tiến xa. Nữ mệnh tuổi Dậu năm nay sẽ cảm thấy vất vả vì khó cân bằng gia đình cùng sự nghiệp. Bản mệnh nên bàn bạc kỹ lưỡng cùng với chồng để mượn thêm người trợ giúp. Vận may cùng cơ hội tới liên tục, tuổi này sẽ sớm vượt qua kỳ thử việc, được nhận làm chính thức. Tốt nhất phải biết giới hạn của bản thân, biết xem thời thế cùng lòng người để có thể trụ vững. Để tận dụng may mắn này, tuổi Dậu hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí nhà Phật sẽ giúp bạn tăng phúc, cải thiện, tăng cường vận trí, may mắn và chiêu tài lộc cho thân chủ. Đồng thời, chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ công việc của bạn được hanh thông, thuận lợi và phát triển rực rỡ. Về mặt tài lộc, về mặt tài vận của tuổi Dậu năm 2021, ngoài những lợi ích mang lại sự nghiệp đang lên thì bản mệnh còn gặp sao Tỷ Kiên, thái tuế Sửu Thổ tương sinh, tương hợp với địa chi Dậu Thổ. Vì thế mà tài vận năm nay của bản mệnh rất tốt, có quý nhân hỗ trợ, các lĩnh vực như đất đai, hợp tác làm ăn cũng thu được lợi nhuận không nhỏ. Nếu nắm bắt được những cơ hội phát triển này thì bản mệnh có thể nhanh chóng nâng cao hiệu quả công việc. Đồng thời, lãnh đạo cũng đánh giá cao và quan trọng vì điều này. Điều đó cũng mang lại lợi ích nhiều cho sự phát triển của sự nghiệp bản mệnh trong năm 2021. Đường tài lộc của tuổi Dậu cực kỳ lý tưởng trong các tháng 4, 5, 6, 8, 11, 12 âm lịch. Bởi đây là những tháng vượng địa của bộ tam hợp. Vận chính tài của bạn khá ổn định, chỉ cần làm việc chăm chỉ, tiền lương sẽ càng lúc càng tăng lên. Vì có trầm phú hung tinh ảnh hưởng thì cũng có khả năng do đi muộn về sớm, hay sau đó mà bị trù đi một chút. Vận thiên tài thì tuổi Dậu không cần phải quá lo xa, bản mệnh nên khôn khéo kiếm tiền trong vòng pháp luật an toàn. Như vậy, vận thu nhập phụ cũng sẽ không phải lo thất thoát. Điều tối quan trọng ở đây là bạn không nên để lòng tham che mờ mắt vì tham lợi lớn mà buôn bán quản lý sản phẩm không rõ nguồn gốc. Nếu không, sẽ rất dễ bị lừa. Ngoài nắm bắt thời cơ và nỗ lực thì bạn hãy đeo thêm pháp khí vòng tay tam hợp quý nhân để có thể hỗ trợ bản mệnh nhiều hơn trong công việc, đầu tư và kinh doanh năm 2021, thu lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền về đầy tay. Đồng thời, khi mang vòng tam hợp quý nhân bên mình cũng giống như một tấm bùa bảo vệ bản thân khỏi những hung tinh và kẻ tiểu nhân khi bạn đang phát triển. Về mặt tình duyên, tử vi tuổi Dậu trong phương diện tình cảm không sinh ra đào hoa nhưng lại cùng thái tuế cấu thành Sửu Dậu bán hợp kim cục. Phận tình duyên của bạn năm nay không quá nhiều nhưng có thể tự thân cố gắng kết giao được với nhiều bạn bè tốt, sau này nhất định có được trợ giúp khi cần. Vì vậy, tự thân tuổi Dậu cần chủ động đi thiết lập các mối quan hệ với người khác, phá vỡ cục diện bế tắc để đạt được cảm tình. Đừng chỉ ngồi im một chỗ chờ tình yêu tới, bạn cần phải chủ động và tích cực hơn bởi cuộc sống là không chờ đợi. Thanh xuân trôi qua trong chớp mắt, không thay đổi thì khó có thể tạo được bước đột phá trong chuyện tình cảm của mình. Năm nay có giải thần cát tinh chiếu mệnh nên bản mệnh có thể xoay chuyển từ thế khó sang dễ, được người khác giúp đỡ, thoát khỏi hiểm nguy. Người độc thân tuy có vận đào hoa bình thường nhưng cũng cần chủ động hơn nữa để tìm được người trong mộng. Tử vi nhắc nhở con giáp này đừng vì bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Tử vi nhắc nhở con giáp này đừng vì bị vẻ bề ngoài đánh lừa mà cần chú trọng tính cách hai người có hòa hợp với nhau hay không. Đó mới là điều quan trọng. Với đối tượng đã kết hôn thì năm nay chính là một năm gia đình vui vầy, hạnh phúc.
Còn với người đang cho một mối quan hệ, bản mệnh có thể sẽ bị hấp dẫn bởi người khác giới. Tốt nhất đừng vì tham ngãi bỏ vàng, ham của lạ mà làm những việc trái với đạo đức, chắc chắn sau này sẽ hối hận không kịp. Để có thể thoát kiếp độc thân và tìm được nửa kia của mình thì tuổi Dậu hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi đeo bên mình vòng tay sẽ giúp bạn kích hoạt tình duyên, vượng vận đào hoa, thúc đẩy mối lương duyên của bạn lên dễ dàng và tìm được tình yêu trong năm 2021. Về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Dậu năm 2021 về mặt sức khỏe do gặp được thái tuế Sửu Thổ, tức sao Thiên Ấn, cũng cùng với thái tuế cấu thành Sửu Dậu bán hợp, nên tình hình thân thể năm nay sức lực suy yếu và tồn tại các tai họa ngầm. Mặc dù có sinh bệnh cũng có thể hồi phục được nếu như điều trị chăm sóc cặn kẽ. Nhưng thái tuế cũng dẫn theo hung tinh gây hoại huyết quang là phi liêm, vì thế bản mệnh cần chú ý giữ gìn. Những người làm nghề tài xế trong năm nay cần phải thật bình tĩnh, chú ý khi vận hành giao thông, không nên lái xe bằng tâm trạng hoặc lơ là cảnh giác. Nếu không, sẽ tạo ra nhiều phán đoán sai lầm, gây ra nhiều tai họa. Mặc dù vậy, sức khỏe nhìn chung của bản mệnh vẫn khá tốt. Tốt nhất, tuổi Dậu cần bổ sung cho mình những kiến thức cơ bản về sơ cứu. Trong năm nay, bạn cũng không có quá nhiều áp lực tâm lý, tinh thần rất tốt, cuộc sống gia đình hòa thuận vui tươi, còn có thể cùng nhau đi du lịch, tận hưởng và thư giãn. Với những người làm văn phòng, công chức thì cần chú ý việc ăn uống, không nên ăn những đồ ăn có hại cho sức khỏe. Cho dù mệt mỏi hay vội vã thì cũng cần cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi đi kèm với giấc ngủ chất lượng. Như vậy, bạn mới có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, có tinh thần tập trung vào công việc học tập và công tác. Ngoài chú ý đến chế độ ăn uống, đi khám định kỳ thì về mặt sức khỏe, thầy Gia Cát cũng khuyên con giáp này hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đại thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, cân bằng ngũ hành, giúp các bản bệnh tránh được các loại bệnh. Khi mang theo vòng tay bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những họa ngầm trong những chuyến đi, những va chạm và đụng độ không đáng có. Đồng thời, vòng tay sẽ giúp bạn hóa giải thị phi, mâu thuẫn và xua đuổi tiểu nhân quấy phá trong năm 2021. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.